Yêu là chọn. Kết thúc vòng 1 Yêu là chọn, hai cô gái được chọn là Dung và Linh sẽ cùng với Huỳnh trải nghiệm những hoạt động tiếp theo của chương trình để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Sau khi từ chối ứng cử viên thứ nhất, nhân vật chính sẽ cùng hai ứng cử viên còn lại trải nghiệm những hoạt động thú vị để tiếp xúc, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cuộc cạnh tranh để chiếm được trái tim của nhân vật chính sẽ thế nào đây? Cả ba sẽ cùng di chuyển đến địa điểm tiếp theo là trung tâm thương mại Vincom Megamall, Thảo Điền, quận 2. Và trước tiên sẽ là một buổi ăn trưa trò chuyện cùng nhau tại khu food court. Hai người mặc chung màu vậy? Tôi là tôi không thích vậy đâu nha. Anh thích đồ xanh luôn. Ở bên mà. Em thấy anh mặc sáng giờ toàn màu xanh không hả? Màu xanh với màu đen không? À, để em định mặc áo đen rồi. Áo đen là chắc chung với em rồi. Ừ. Xui ghê. Thì là tính em đi mát nữa. À, hên á. Ok. Nhà anh là phường gì? Tân Thuận Tây. À, em là Tân Hân. À, Tân Hân. Hai chị cùng khu vực ha, hay em không cùng khu vực. Em là xa quá mà. Quá xa. Xa mà, cách lòng. Người yêu xa đúng không? Thôi hiểu rồi, em hiểu rồi, em là xa quá. Em chuẩn bị đi, em chuẩn bị rồi. Đâm đây anh sẽ tặng hoa cho em. Gì đó, em biết ngay mà. Anh biết nấu ăn. Anh là cái gì biết. Anh làm việc nhà cho mẹ anh thôi. Thì nếu như mà bạn gái anh không biết nấu ăn anh chịu không? Cũng bình thường mà. Mẹ hả? Có chịu nấu ăn cho bạn gái không? Có chịu dạy cho bạn gái nấu ăn không? Nó là niềm vui của mình. Không báo cho anh một tin buồn này, cô không biết nấu ăn. Cho nhìn thấy em, em nói được rồi. Chị cũng biết nấu không? Biết em. Chị đã ở ngoài. Chị biết nấu mà. Chị là em không biết nấu không? Nhưng mà việc nhà em vẫn làm được. Hay chị không nấu ăn được rồi. Nhưng mà em sẽ sẵn sàng vì người thua của mình. Em học nấu một cái món gì đó. À, em biết rồi. Em đang đủ vỗ đúng không? Đúng rồi đó. Ăn gà, em đang dụ dỗ gì hả? Gà dụ dỗ anh á. Sao? Gà gì đâu? Nói gì em thương anh sẽ nấu. Anh đang dụ anh. Thì thằng có thói quen. Mọi người em rất là no, nhưng mà không bỏ muối được rồi. Ừ, vậy có. Cảm nhận của mình về hai bạn nữ giữa bạn Linh và bạn Dung. Thì về bạn Dung thì có nhiều cái suy nghĩ khá giống mình. Rồi tính cách, rồi công việc. Còn bạn Linh thì có vẻ ít nói hơn là Dung. Lại Linh cũng có một số cái tính cách cũng vui, hòa đồng. Thì mình cũng sẽ tiếp cận hai bạn nhiều hơn để xem coi là ai sẽ là người phù hợp với mình nhất. Sau buổi ăn trưa, họ sẽ có những hoạt động vui chơi thú vị với các trò chơi mini game tại khu giải trí Tiny World. Bây giờ anh sẽ mời bạn Dung, Dung nhập trước đi. Select concept mode. Hơi buồn một chút. Tại vì mình không phải là người được chụp trước. Các bạn nào? Còn có chút hơi bối rối. Two, one, smile. Dung thì bé là một người khá là hòa đồng và rất là tốt với mọi người xung quanh. Hay cười, hay nói. Như tính cách như Dung và ngoại hình dễ thương như Dung thì cũng được khá nhiều người thích. Em là cũng em hơi lo lắng khi người em phải cạnh tranh bây giờ là Dung. Đi mời lên vô chụp. Mình cảm thấy vui vì anh ấy cũng có nghĩ tới mình đầu tiên. Nói mình rất là dễ thương. Chị Linh thì có một điểm mạnh điểm yếu riêng. Em cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng. Thì cái quan trọng là
sự chân thành của mỗi người thôi. Em thì có sự chân thành, còn chị đó thì em không biết có hay không, chắc cũng có. Cái quan trọng là anh Huỳnh. 2 1 Smile 1 Smile 3 2 1 Smile. We take the photos. Ở đây nè. Ừ. It's being printed. Thanks for playing. Ở đây nè. Ở đây nè. Ở đây sắp là. Em nhìn nó. Ngưỡng quá. Ừ. Có vẻ như là Linh nó còn e dè ngại. Cổ kiểu cách giống như là của một cô gái nhẹ nhàng, thùy mị, nên là có phần hơi rụt rè. Với Dung thì trong cái phần chụp hình thì Dung có thể có phần là hơi nhạy bén cũng như là linh hoạt hơn. Nhưng mà em cũng thích cái phần rụt rè rồi cách hiền của Linh. Trong hai bức hình thì thấy bức đứt nào cũng nhìn cũng đẹp. Nhưng mà em thấy bức hình ở đây thì nó có nhiều cảm xúc hơn. Còn Linh thì hơi ngại ngại một tí. Hình của em thì hơi gượng, còn em hơi gượng hơn. Tiếp theo, hai cô gái sẽ thử thách Huỳnh bằng việc phải gắp được một con thú bông để tặng cho một trong hai cô gái. Liệu Huỳnh có gặp may mắn trong trò chơi này? Để tương tác giữa ba người thì mình nghĩ là mình cứ thoải mái, mình cứ làm sống bản chất mình, vui chơi thoải mái, không có khép nép nữa, không có rụt rè nữa thì sẽ là một ưu điểm, mình nghĩ là như vậy. Trời ơi. Nghĩa là anh bị chịu phạt rồi đó. Đúng rồi. Chứ cái này là không được rồi. Chàng trai không dễ bỏ cuộc nên đã chuyển ngay sang máy gấp thú của trẻ em. Nhưng kết quả thì... Hai cô gái cũng muốn thử xem mình có may mắn gấp được con thú nào không. Còn một lỗ nữa. Rồi để Linh gấp đi. Đó, chị gấp một con nữa. Chị không được đâu. Không được. Thời gian thì chưa kịp với chị xong nữa. Về Linh thì có vẻ có lẽ là Linh ít nói hơn là với Dung, nên là đâm ra là chưa tìm hiểu được nhiều về cái cá tính của Linh lắm. Mình nghĩ là chắc sẽ tìm hiểu thêm. Điểm chung của bộ ba này là đều đam mê ca hát, và thế là Phúc Ngẫu Hứng đã tạo nên những màn song ca tuyệt vời và lãng mạn. Linh có cái giọng hát hay, nghe ấm áp, tình cảm. Nói chung là em cũng khá ấn tượng với Linh.
nhiều hơn là đối với Dung. Địa điểm tiếp theo sẽ là sân trượt băng nằm tại lầu 5 trung tâm thương mại Vincom Megamall Thảo Điền. Tại đây, họ sẽ có những trải nghiệm thú vị khi được trượt băng và trò chuyện để tiếp xúc hiểu nhau nhiều hơn. Thôi giờ lấy con thú đó rồi sao? Như thế là chị rất sợ nè. Nếu mà nói về muốn bạn nam quan tâm mình như thế nào thì ví dụ anh ấy sẽ về mình thích anh ấy để ý nhiều hơn về những hành động của mình. Em để cái chân em thoải mái, xong cái em mới tạo cho nó cái động lực mà em thấy là cho nó thoải mái cái chân á, để cho nó có cái chớn á là được em rà nó. Chị Linh, đối thủ của em ngày hôm nay thì em thấy là có sự đồng đều với em. Tức là hai chị em đều có một cái sở mạnh, một sở yếu khác nhau. Cho nên là em cũng đang rất là hồi hộp. Có thể là chị sẽ đánh bại em, hoặc có thể là em sẽ đánh bại chị. Đừng có bước. Quạt nhẹ nhàng thôi. Ừ. Nè. Quạt nhẹ thôi. Anh ấy hình như con em tự linh cảm là anh ấy nghiêng về em, nhưng mà em không biết sao thôi, nhưng vẫn thấy anh ấy rất là chu toàn cả hai người luôn, chứ không có riêng gì em. Giờ em quen ba người đúng không? Trong 3 năm đại học của em. Trời, 3 năm đại học mà quen ba người. Tại vì người đầu tiên là do mẹ em không có muốn. Không thích hả? Dạ không thích. Người thứ hai thì người đó là nhăn quá. Còn người thứ ba thì tụi em là tưởng là đi lâu dài á, tự nhiên cũng không hiểu sao tự nhiên cái chuyện sao ba người đó đều sinh năm 93 bị sao. Dạ thì không biết là tự nhiên có chuyện gì, tụi em nói chung là ảnh muốn dừng thôi em cũng chấp nhận. Mà quan điểm của em là ai muốn đi rồi thì em không có níu. Mình giữ trong lúc đó thôi, chứ còn khi mà đã muốn rồi thì mình giữ làm gì được. Theo mình thấy là Dung sống hơi khép kín và có phần hơi nội tâm. Cũng như là Dung có một cái cảm xúc thực tế hơn. Từ từ em khui chừng em té xuống luôn á. Còn anh sao anh lại chia tay người cũ? À đó hả? Chỉ ai nói với anh là anh chia tay hết hả? Là người đó chia tay anh? Anh chia tay hết, đó giờ không ai về bỏ anh nữa. Vậy luôn. Lý do? Anh mê công việc quá phải không? Ai nói với anh hay là không hiểu cho suy nghĩ của anh mà cứ lằng nhằng hoài là anh chia tay. Thì bước nhỏ được nè. Đi vô. Em cảm giác anh ấy rất là ấm áp, rất là gần gũi, luôn cho em một cảm giác rất là an toàn khi mà cùng nhau trượt trên một cái đường băng mà cả em và cả anh ấy không biết trượt, nhưng mà vẫn chót lọt đi hết một vòng để về tới nơi. Cảm giác rất là vui, hơi ghen tị phía sau á, đang tập chơi cho nhau kìa, thì hơi buồn buồn tí, nhưng mà dù gì thì em cũng là người được anh ấy dẫn đi trước. Ví dụ như công việc của anh á thì nó hơi nhiều, có lúc nhiều lắm nên là không có thời gian để nhắn tin hay là quan tâm gì á, thì nếu mà em sẽ cảm giác như thế nào? Nếu em sẽ cảm giác như thế nào? Tại vì thực ra em cũng khá là bận. Bình thường em đi làm thì 12 giờ em đi làm tới 9 giờ tối luôn. Mà nói chung là phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Đúng rồi. Điện thoại Facebook gì là của ai người đó xài. Vậy luôn hả? Tại vì nhiều khi em dù là công việc của em hay công việc của anh thì mình cũng cần tạo mối quan hệ đúng không? Đúng rồi. Và đặc biệt thì công việc của em phải tạo mối quan hệ khá là nhiều. Nói chung là công việc phải có mối quan hệ rất nhiều. Rất là dễ gây hiểu lầm. Nên là nhiều khi nhiều cái mình không thể giải thích được hết. Đúng rồi. Linh á thì có cách sống hiện đại hơn, thoải mái hơn trong cái giao tiếp và các mối quan hệ trong cuộc sống. Em cũng thích với cái tính đó.
Thì sắp tới thì em phải đưa ra một quyết định. Mặc dù là cũng không muốn nhưng mà phải thực hiện nó. Đó là từ chối một bạn trong hai cô gái còn lại. Em cũng hơi khó xử và muốn nghe hai bạn nói thêm một lần nữa để em có thể nhận định chính xác về cái sự quyết định của em. Hello anh. Em thấy về cái cách anh, cái tính của anh á, hay là về cái những cái gì về anh á, em thấy thì sao? Em thấy chỗ nào không được và chỗ nào được, chỗ nào thích và chỗ nào không thích? Em thấy cái nào cũng được đó, nhưng mà có điều anh cười nhiều lên tí. Chỉ khó cười lên tí vui lên. Nếu mà có cơ hội em sẽ làm cho anh cười hoài luôn. Vậy giữa em với lại chị Linh á, anh có cảm tình với ai? Hiện tại thì cảm xúc anh đang bị rối loạn nên là không biết sao. Ví dụ như công việc của anh thì em biết rồi đó, đôi lúc thì cũng nhiều việc, với lại anh cũng đi đi học nữa nên là không có thời gian. Đúng rồi, không thời gian nhiều để đi chơi hay là giống như những người khác. Đôi lúc công việc anh mà nó đổ dồn nhiều đầu việc về thì anh sẽ không có thời gian để nhắn tin nhiều nữa, thì em sẽ cảm giác như sao? Em á, em có chịu được nữa không? Em cảm thấy không cần nhắn tin nữa, kiểu lâu lâu kiểu người ta trước khi đi ngủ gọi điện cái. Yeah. Em chỉ cần một ngày mà người đó chỉ cần có nghĩ tới mình thôi, mình tin tưởng, mình độc lập, mình kiểu như mình cứ là mình thôi. Ví dụ mà mình có một mối quan hệ nào đó thì vẫn tôn trọng công việc của họ, tôn trọng cuộc sống của họ, mình làm công việc của mình, nhưng mà cả hai vẫn nghĩ về nhau, biết nhau thì anh có gì để nói với em nữa không? Thì em với Linh thì anh cũng có tiếp xúc rồi, là anh cũng suy nghĩ rồi, thì nhiều dù cho có quyết định như thế nào thì cũng là cái điều mà anh cũng không muốn. Nhưng mà anh nghĩ tất cả mọi thứ nó phải thoải mái, mình vẫn là vui vẻ bên bạn. Ừ. Em vẫn tôn trọng quyết định cho mọi người. Ừ. Vì chuyện tình cảm em cũng không thích ép, không thích. Đúng rồi. Với lại một phần là cho một ngày hoạt động thì nó cũng gọi là cao độ á. Phải đốt cháy thời gian, cái quá trình mà tiếp xúc, giao tiếp rồi để tiếp cận đối tượng đó thì nó cũng là một vấn đề, nó cũng gây khó khăn với anh, áp lực. Em biết, em biết. Em biết anh với em có nhiều điểm chung, mà điểm chung là một chuyện, quan trọng mình phải có thời gian để mình tìm hiểu đi sâu vào dung hòa nó. Thời điểm này thì tôn trọng cảm xúc. Mình không có tình cảm thì mình có tình bạn. Ừ. Biết là em chỉ cảm nhận được bản thân của mình là cảm thấy anh nó rất là dịu dàng, rất là tốt, rất là chu đáo. Đúng là mọi người con trai của em đã thích. Em thấy là trong cái mối cái suy nghĩ của em á, về cái giao tiếp, cái mối quan hệ anh thấy nó thoải mái. Anh cũng thích cái cách tính đó, không gò bó nhiều, đúng không? Chắc vậy. Anh thì công việc thì cũng nhiều, cũng ít đi chơi. Nhưng mà dù như nếu trong mối giao tiếp này, anh thì cũng tiếp xúc với nhiều người, nữ nam đều đủ. Em cũng vậy. Anh hay bị người ta nói là lăng nhăng hay điểu gì đó, thì em nghĩ sao? Cái đó từ mới biết được. Vậy hả? Thì cái đó từ mới biết vậy, xem cái này rồi chứ. Chứ bây giờ tự nhiên nói vậy, người ta nói thì chắc gì người ta là đúng. Ví dụ như lúc mà em làm việc thì em phải như phòng em ở làm phòng tập, em phải tiếp xúc với khá là nhiều con trai. Cái đâm ra nhiều ai em cũng phải nói chuyện hết. Cái đâm ra là một số người làm cùng em thì họ nói là em dễ dãi quá. Nhưng mà đó là thoải mái, khách hàng cảm thấy thoải mái kiểu vậy đó. Ủa nhưng mà thực tính mình thì thật ra đâu phải như vậy, chẳng qua là đó là công việc thôi. Nên đâm ra là cái nhận định của người ngoài cũng không có tác điểm với em nhiều lắm. Kiểu khi nào mà em thấy, em chứng kiến hoặc là chuyện đó xảy ra là em có chứng kiến riêng của em đúng không? Còn nếu quen thì anh hiểu được công việc của em là được rồi. Vậy thôi, em không có yêu cầu gì nhiều ấy. Sáng tới giờ thì cũng gọi là
tìm hiểu nhau một chút rồi. Nhưng mà nói chung là thời gian tiếp xúc càng lâu, như là bây giờ so với hồi sáng thì bây giờ em có nhiều thiện cảm với anh hơn. Nên em nghĩ, hy vọng là sau này chúng ta có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Anh cũng cảm ơn em vì đã tham gia rồi cùng anh tham gia các trò chơi, cũng như là sáng cũng có gặp em, cũng hát rồi dạy võ rồi họ, nên cũng làm cho anh cảm thấy ấn tượng. Đi chơi. Bye bye em. Hiện tại lúc này em đang rất là hỗn loạn, khá là rối và không biết là chàng trai sẽ từ chối ai. Rất hy vọng mình sẽ là người được chọn. Như mình hơi hồi hộp, kiểu như hơi run, là không biết là mình phải là người ra về tiếp theo hay không, hay là mình sẽ được anh ấy tỏ tình. Cuối cùng, thời khắc quyết định khó khăn nhất cũng đã tới. Ai sẽ được chọn để tỏ tình và ai sẽ phải nhận hoa từ chối từ anh chàng Xuân Huynh? Mình lại gặp nhau nữa và thấy hai em thay đổi, nhìn thấy đẹp, dễ thương ha. Cũng đến lúc phải quyết định, mặc dù là cũng hơi khó khăn với anh, thì dù cho có quyết định như thế nào thì ra ngoài mình vẫn là bạn, vẫn tiếp xúc, vẫn liên lạc. Thì anh sẽ dành món quà này tặng cho người mà anh sẽ từ chối. Sau những cái hoạt động mà tụi em trải qua cùng nhau á, thì em cảm thấy em rất là phù hợp với ảnh, rất là hợp tính cách với nhau. Nhưng mà em vẫn không thể nào mà không thể lường trước được kết quả là nhiều khi anh ấy sẽ dành cho cảm xúc là cho chị đó. Có thể chị đối thủ của em có một cái điểm mạnh gì đó mà anh ấy đã nhận ra, một cái sự dịu dàng nữ tính hay là một sự cá tính gì đó, thì cái đó là em không thể nói trước được. Về Linh thì cũng như là lúc nãy anh nói, hiền, vui vẻ, rồi suy nghĩ thoáng, hiện đại và hơi rụt rè, rồi cũng có chút gọi là hát hay, rồi dễ thương. Nói chung là em có nụ cười dễ thương. Giữa mình và Dung thì tỷ lệ mình nghĩ là chắc là 50-50. Tại vì mình thì chắc là thuộc tiếp người cách tính hơn chút và bình thường cũng nói nhiều, nhưng mà không nói nhiều bằng Dung. Dung nói nhiều hơn và Dung biết cách mở câu chuyện hơn, vui vẻ hơn, đáng yêu hơn. Mình thuộc kiểu chững hơn Dung một chút. Còn về Dung thì cá tính hoạt bát, rồi có vẻ nhanh nhẹn hơn là Linh, cũng cười có dễ thương, không có thua kém gì Linh hết. Mà cái lần này là anh hơi khó xử, hơi khó chọn tí, là bạn nào cũng hát hay, cũng có biệt tài riêng, nhưng mà anh sẽ chọn cái bạn mà hợp tính với anh nhiều nhất. Và anh sẽ chặn món quà này dành cho bạn mà nữ mà anh sẽ từ chối. Nếu mà anh Quỳnh chọn chị Linh thì cảm giác là sẽ buồn là tất nhiên rồi. Nhưng mà em tôn trọng quyết định của anh đó, anh ấy. Bình thường á, em rất là tin mê tín, em hay gãy ngón tay ngón nào là sẽ có chuyện ở ngón đó. Em đang gãy ngón xuôi không biết làm sao nữa, mấy có chuyện gì xui không? Hơi hồi hộp tí. Nếu như chàng trai chọn Dung thì coi như là mình và anh ấy không có duyên. Anh sẽ tặng cho Linh món quà này. Mong Linh sẽ vui và sau chương trình
sẽ làm bạn và liên lạc với nhau tiếp. Mình sẽ chọn món quà này dành cho bạn gái mà mình sẽ từ chối, đó là bạn Linh. Lý do mà mình từ chối bạn Linh thì mình nghĩ là không phải vì công việc hay là vì một vấn đề gì, mà mình chỉ nghĩ là về tính cách cũng như là sở thích sẽ không phù hợp với mình, nên là mình quyết định vậy. Cảm ơn món quà này, nhưng mà em đã được chọn. Mong là hai người sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Khi bạn em tặng cho mình bông hoa thì lúc đó thực sự là rất là bối rối, cũng có chút buồn vì mình không phải là người cuối cùng ở lại đây. Mong rằng hai người sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn. Nếu mà sau này có hẹn hò lâu và đi tới hôn nhân thì mong là hai người sẽ gửi thiệp. Tiếp theo thì anh mời em đi theo anh. Anh sẽ có một bất ngờ dành cho em. Trải qua một ngày tìm hiểu và cùng nhau trải qua các thử thách, nhân vật chính sẽ lựa chọn và đưa ra quyết định từ chối người thứ hai. Ứng cử viên cuối cùng được giữ lại sẽ là người được tỏ tình. Và anh chàng Xuân Huỳnh đã chọn một không gian tỏ tình khá lãng mạn để bày tỏ hết cảm xúc của mình sau một ngày tìm hiểu Dung. Chào em, anh có bó hoa tặng em. Cảm ơn à. Qua một ngày cùng ăn trưa, cùng tham gia cái hoạt động, gặp ngay từ buổi lúc đầu thì anh cũng có nhiều cái cảm xúc, cũng như là có nhiều cái ấn tượng về em. Một ngày trải qua thì anh nghĩ là cũng khó mà có thể bày tỏ hết nhiều cảm xúc, hay là mình có thể làm được nhiều việc, những cái điều mà mình muốn được. Và anh cũng không phải là người quá lãng mạn, cũng hơi tí một tí, nên là chỉ chuẩn bị được vỏn vẹn được một ít thôi, nhưng mà sẽ thích và đón nhận nó. Anh sẽ hát cho em nghe một bài hát. Nắm tay em thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em mới xin em hãy cứ tính. Nắm tay em thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Và anh muốn nói với em, anh sẽ gửi đến em cũng như là những gì anh muốn nói. Lần đầu tiên mà có người tỏ tình em mà dễ thương như vậy, không cần gì phải cao sang lắm, em rất là thích. Em có đồng ý với những gì mà anh vừa nói sẽ tiến đến hôn nhân sớm nhất trong tương lai?